Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong Đông y. Hôm nay mình tiếp tục làm với bài viết về dược tính thọ thế vị thuốc thập liên tử. Liên tử khổ liệu cấm bạc lấy bạc trọc di tinh thanh tâm lương tể. Mình xin đọc lại một lần: liên tử, thạch là đá, liên là hạt sen, tử là liên là cây sen, hoa sen, tử là hạt, thạch liên tử là hạt sen, nó bên ngoài nó cứng như đá gọi là thạch liên tử, khổ là đắng, liệu cấm, bạch lị là trị liệu, cấm khẩu mà bạch lị là kiết lị ra phân màu trắng, bạch trọc là tiểu đục, di tinh là bị di tinh, thanh tâm là mát tim, lương tể là vị thuốc tốt.